Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cái chương trình tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới du học Singapore. Chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật các thứ như là từ học phí, các chuyên ngành, các yêu cầu đầu vào của các trường, cũng như là những lưu ý khi nộp hồ sơ cho lãnh sự và đặc biệt là cái đời sống sinh hoạt ở Singapore thì như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình tiếng Anh. Cái chương trình tiếng Anh thì đây thực sự là một cái chương trình mà hầu như các bạn học sinh Việt Nam nào cũng phải trải qua, bởi vì cái khả năng tiếng Anh của Việt Nam nó cũng không được tốt lắm. Du học thì tất nhiên chúng ta phải học bằng tiếng Anh, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị một cái kiến thức về cái mặt ngôn ngữ cho thật tốt để khi chúng ta học vào cái chuyên ngành nó dễ hơn. Thì hầu như tất cả các trường tại Singapore đều cung cấp các khóa tiếng Anh, phải đến 90% các trường đều có cung cấp cái khóa tiếng Anh này cho tất cả các bạn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo một vài trường với một vài cái mức học phí cụ thể mà chúng tôi sẽ liệt kê cho tất cả các bạn dễ theo dõi. Thì đầu tiên Sa hãy giới thiệu về Học viện Kaplan Singapore cho tất cả các bạn được rõ. Thì Kaplan Singapore đây là ngôi trường hiện đang được nhiều các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn. Thì khóa tiếng Anh của trường cũng sẽ từ cấp độ sơ cấp dành cho những bạn gọi là mới bắt đầu tiếng Anh thôi. Thì khóa tiếng Anh của trường là có 5 level và cứ 2 tháng là một level, học phí cho 2 tháng là 2.350 đô sinh. Và nếu như những bạn mà học full khóa tiếng Anh thì các bạn sẽ học 10 tháng. Tuy nhiên thì cái thời gian học tiếng Anh này nó sẽ tùy thuộc vào các bài test của các bạn. Khi mà bắt đầu vào chương trình tiếng Anh thì các bạn sẽ được tham gia một cái bài test để kiểm tra cái trình độ xếp lớp. Đúng rồi, xếp lớp thì tùy thuộc vào kết quả bài test này. Cũng là sinh viên Việt Nam nhưng mà có bạn sẽ học 2 tháng, có bạn học 4 tháng, nhưng mà cũng có bạn sẽ học 8 tháng hoặc là 10 tháng. Thì cái này nó tùy thuộc vào bài test các bạn. Và học phí, nếu như bạn học 10 tháng thì học phí của cái khóa học này chọn là sẽ là 11.502,5 đô la Singapore. Và ngoài cái mức học phí này ra thì các bạn còn đóng thêm cái phí nữa, như là phí hành chánh của trường thì là giá là 749 đô la Singapore. Bên cạnh đó, khi bắt đầu mà đăng ký nộp hồ sơ bất kỳ một cái trường nào đó thì bất kỳ một sinh viên nào cũng phải đóng một cái khoản phí gọi là phí đăng ký. Và phí đăng ký của trường Kaplan hiện tại đó là 492.2 đô la Sing. Để mà biết chính xác được là số tiền của bạn học là bao nhiêu thì khi mà bạn đã làm bài test xong, có kết quả bài test thì lúc đó mình mới biết được chính xác, đúng không Lục? Và những cái khoản phí này thì đã bao gồm thuế và phí sách vở thi. Nên là khi mà đã đóng một phí xong thì qua trường thì các bạn sẽ không đóng thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Bên cạnh trường Kaplan thì cũng có một ngôi trường mà nhiều bạn lựa chọn. Đúng rồi. Cái ngôi trường tiếp theo được khá là nhiều các bạn sinh viên lựa chọn đó là Học viện Quản lý Nanyang. Thì trường này có thời gian học lì ngắn hơn so với trường Kaplan, nó chỉ có 3 level thôi. Và mỗi level cũng kéo dài trong phạm vi là 2 tháng, cho nên nếu như các bạn học tổng thời gian của khóa cũng chỉ là 6 tháng. Và mức học phí cho mỗi một level sẽ là 2.200 đô la Singapore. Với một cái khóa 6 tháng tổng chi phí mà sau khi chúng tôi tính luôn cái phần thuế, lệ phí sách vở, phí hành chính tất tần tật vào đó thì các bạn sẽ đóng là 8.453 đô la Singapore cho một khóa học kéo dài trong 6 tháng và không phát sinh bất kỳ một cái chi phí nào hết. Thực sự là khi mà chúng tôi tư vấn cho tất cả các bạn, chúng tôi luôn liệt kê mọi cái chi phí một cách rất là rõ ràng để cho tất cả các bạn có thể ước chừng được là chúng ta cần phải đóng là bao nhiêu để sau đó chúng ta không có bị cái tình trạng là đã rồi. Là khi mà tư vấn thì nó hơi thấp nhưng mà khi những cái phí liệt kê nó quá nhiều thì khiến cho tất cả các bạn không có chuẩn bị kịp những cái sự phát sinh đó ra. Và học viện tiếp theo mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn đó là Học viện MBBS Singapore. Và học viện tiếp theo mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu cho các bạn đó là Học viện MBBS. Thì đây là Học viện Quản lý và Phát triển Singapore, cũng như là tương tự như là Kaplan hoặc là những cái trường khác. Thì tại trường MBBS thì tiếng khóa tiếng Anh của trường cũng có 5 cấp độ và mỗi cấp độ thì cũng 2 tháng. Học phí của trường thì có nhỉnh hơn một chút xíu thôi, đó là một cấp độ của trường thì có mức học phí là 2.461 đô la Sing. Học phí này đã bao gồm 7% thuế nha các bạn. Tại vì nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao học phí mình phải tính thêm thuế, đúng không ạ? Đúng. Trong quá trình tư vấn thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều câu hỏi của phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. Tuy nhiên thì theo quy định của chính phủ Singapore thì tất cả các trường sinh đều khi mà học sinh đóng học phí thì đều phải đóng thêm 7% thuế các bạn. Thay vì ở Việt Nam mình thì thường mình mua hàng thôi chịu 1% thuế, đúng không? Đúng rồi. Còn nếu như bạn học tròn khóa học của trường MBBS 10 tháng thì học phí của bạn sẽ là 12.305 đô la Singapore. Và thêm vào đó thì bên trường nó sẽ có thêm một cái khoản phí nữa
đó là phí hành chánh, thì cái phí này là khoảng là 1.200 đô la Singapore. Cái học viện tiếp theo mà khi tôi nói tên ra tất cả các bạn hầu như ai cũng có thể biết, đó là học viện EAC. Trường EAC tiếng Anh của nó lại là chỉ có 4 level thôi, và mỗi level cũng là 2 tháng, tổng thời gian học là 8 tháng với 4 level. Thì học phí các bạn sẽ đóng là 8.560 đô la Singapore, và phí hành chánh của trường là 650 đô la Singapore. Tổng cộng thì các bạn sẽ tốn khoảng cỡ 9.210 đô la Singapore. Tiếp theo sẽ là một thông tin của một trường của Úc, đó là trường Đại học Curtin của Úc. Thì phần chia sẻ này sẽ là Sa sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Thì đây là trường của Úc có trụ sở tại Singapore các bạn. Khóa tiếng Anh của trường thì có 5 level và mỗi level thì là 10 tuần. Và học phí cho mỗi tuần các bạn sẽ đóng là 3.450 đô la Singapore. Như vậy đối với những bạn mà học full thời gian khóa 50 tuần thì học phí của các bạn sẽ là 17.250 đô la Singapore cho trọn cái khóa học này. Tuy nhiên như mình giới thiệu lúc nãy thì các bạn sẽ làm bài test kiểm tra cái trình độ đầu vào để xếp lớp coi là mình sẽ học từ level nào. Nên là các bạn cũng đừng có ngại là ồ sao số tiền này sao nhiều quá như vậy đúng không? Mỗi bạn sẽ có một cái thời gian học là sẽ là khác nhau và mức học phí thì cũng không giống nhau. Thì như nãy giờ chúng tôi vừa mới chia sẻ thông tin một số trường có đào tạo tiếng Anh tại Singapore mà được nhiều bạn học sinh lựa chọn. Nghe độ dài chương trình các bạn có thể sẽ ngán, nhưng mà thực ra thì chúng ta có một cái chương trình xếp lớp, thì chúng ta học 1, 2, 3 lớp thì nó sẽ rất là ngắn chứ không đến nỗi dài như nãy giờ chúng tôi chia sẻ đâu. Ngoài những trường mà chúng tôi vừa mới chia sẻ, nếu như các bạn quan tâm tới một trường nào đó mà nãy giờ chúng tôi không đề cập tới thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho tất cả các bạn một cách chính xác và đầy đủ nhất. Chương trình du lịch khách sạn tại Singapore rất là phát triển, có thể nói là phát triển bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi các học sinh quốc tế trong khu vực lựa chọn nơi đây để học tập và trao đổi các kỹ năng cần thiết trong cái ngành công nghiệp không khó này. Chương trình du lịch khách sạn tại Singapore thì rất là đa dạng, từ chứng chỉ cao đẳng nâng cao đại học hay là thạc sĩ, với các chương trình khác nhau chuyên về quản lý sự kiện như là du lịch quốc tế, nhà hàng, khách sạn hoặc là nấu ăn. Thì các chương trình tại đây lại được chia làm hai dạng, thứ nhất là dạng trường có thực tập và thứ hai là dạng trường không có thực tập. Độ dài của các khóa học thì có thể ngắn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc là 1 năm là chúng ta đã hoàn thành một cái chương trình mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ cùng chia ra hai dạng, thứ nhất là trường không có chương trình thực tập. Thì cái chương trình này nó phù hợp với các bạn mà muốn rút ngắn cái thời gian học vì chỉ cần học lý thuyết thôi. Những bạn đã có cái kỹ năng trong nghề cũng như là chỉ cần những cái bằng cấp quốc tế để bổ sung vào cái hồ sơ của mình, hoặc là những bạn đã có sẵn những cái cơ sở kinh doanh rồi thì hầu như các bạn lại chọn cái chương trình này. Vậy thì Sa giới thiệu một cái học viện mà rất là nhiều bạn lựa chọn theo học bởi vì chương trình ở đây không có chương trình thực tập. Thời gian học ngắn rồi đúng không? Và mình cũng xin bổ sung thêm một chút xíu đó là mặc dù trường không có chương trình thực tập nhưng trong quá trình học thì các bạn vẫn được thực hành, nên các bạn cũng đừng lo ngại rằng mình học lý thuyết xuống như vậy thì không biết là mình áp dụng thực tế như thế nào nhé. Và ngôi trường mà được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn hiện nay đó là trường Kaplan Singapore. Và đây là ngôi trường được khá nhiều các bạn sinh viên hiện nay lựa chọn. Thì trường đào tạo các ngành như là du lịch khách sạn này, quản lý sự kiện, thì hai cái ngành này nó cũng đan đáy với nhau đúng không ạ? Thì thời gian học cho cái khóa học này là 8 tháng và các bạn sẽ được học 8 môn trong cái thời gian này. Và với mức học phí thì chỉ với 11.556 đô la Singapore mà thôi. Và sau 8 tháng với tấm bằng cao đẳng này thì các bạn cũng thể dễ dàng là xin việc ở Singapore hoặc là về Việt Nam, hoặc là như Lưu nói lúc nãy thì nếu như mình có cái cơ sở kinh doanh thì mình là tiếp tục, và mình có cái kiến thức rồi thì mình về mình có thể là dễ dàng quản lý cái công việc của mình. Và nếu như mà bạn muốn học tiếp lên nữa, bạn không muốn đi làm ở với tấm bằng cao đẳng thì bạn có thể là học xong bằng cao đẳng thì các bạn học tiếp lên để lấy cái tấm bằng cử nhân, và trong vòng 16 tháng và nhận bằng do các trường của Anh Úc cấp bằng như là trường Mordos nè, Northumbria, Freya Holyway của Anh Quốc. Và mức học phí thì nó tầm khoảng là 27.000 đô la Singapore. Với mức học phí này và thời gian học khá hợp lý thì đối với những bạn nào mà muốn lấy bằng cấp quốc tế thì đây cũng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn. Ngôi trường tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về chương trình du lịch khách sạn mà không có thực tập, đó là học viện EAC.
Học viện EAC lại có một cái chương trình tương đối khác là các bạn sẽ phải trải qua 20 tháng để lấy được bằng cao đẳng nâng cao với mức học phí là 19.260 đô la Singapore. Sau đó chúng ta chỉ cần hoàn tất thêm 1 năm 12 tháng nữa để lấy bằng cử nhân du lịch khách sạn do trường đại học Greenwich của Anh Quốc cấp bằng với mức học phí là 19.741 đô la Singapore. Thì về yêu cầu đầu vào của cả hai trường, đối với bậc cao đẳng thì các bạn học sinh chỉ cần hoàn tất lớp 12 và IELTS tương đương là 5.5, và yêu cầu đầu vào cho khóa cử nhân thì cần tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành và IELTS là 6.0. Với những bạn thì chưa có tốt nghiệp lớp 12 thì các bạn hoàn toàn có thể tham dự một cái khóa dự bị của trường kéo dài từ 2 cho tới 4 tháng rồi chúng ta sẽ lên chương trình cao đẳng, rồi chúng ta lên chương trình cử nhân. Bởi vậy nên những bạn mà ví như là sau khi học xong 12 mấy bạn chưa có được tấm bằng 12 chẳng hạn thì các bạn cũng đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay cái chương trình này, thì cũng đừng có dập tắt cái ước mơ hay là cái cơ hội này của mình bởi vì những cái lo sợ của các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái một ngôi trường có thực tập. Thì với nhóm trường này thì đầu tiên phải kể đến đó là Học viện Quản lý Nam Giang. Thì chương trình học thì vô cùng linh hoạt, các bạn sẽ học trong vòng 6 tháng lý thuyết, sau đó các bạn sẽ được đi thực tập 6 tháng. Với mức lương thực tập thì sẽ dao động từ 800 cho đến 1.000 đô la Singapore một tháng. Và mức học phí cho chương trình khóa cao đẳng này sẽ là 12.572 đô la Singapore. Chương trình thực tập hưởng lương thì do nhà trường hỗ trợ các bạn tìm nơi thực tập. Các bạn không phải lo lắng như ở Việt Nam là sau khi học xong mình sẽ thực tập ở đâu đây và mình liệu mình có được nhận lương hay không. Thì ở đây sau khi học xong trường đã bố trí sẵn cho các bạn rồi, thì sẽ có những danh sách các khách sạn đó thì các bạn sẽ được trường bố trí đi thực tập, nên là các bạn cũng an tâm nha. Các bạn sẽ học tiếp 8 tháng để lấy cái bằng cao đẳng nâng cao, với mức học phí cho cái chương trình cao đẳng nâng cao này sẽ là 12.572 đô la Singapore. Sau đó thì mình sẽ học thêm 8 tháng nữa để lấy cái bằng cử nhân với mức học phí là 18.832 đô la Singapore. Và điều đặc biệt đó là khi mà bạn học lên chương trình cử nhân và bằng cấp thì bạn sẽ được trường Đại học Leeds Baptist University của Anh Quốc cấp bằng. Và chỉ với là 24 tháng như là 2 năm thôi thì sinh viên đã lấy được cái bằng đại học rồi. Thì thời gian học cũng khá là ngắn đúng không các bạn? Cộng thêm 6 tháng thực tập mà thực tập được nhận lương nữa, vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có thêm tiền để xài trong thời gian này, mình sẽ không phải tốn thêm chi phí gia đình hỗ trợ đúng không? Thì học viện tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với tất cả các bạn đó là Học viện MDIS của Singapore. Lộ trình học của trường MDIS thì cũng tương tự với Học viện Quản lý Nam Giang, cũng gồm 3 bậc cao đẳng nâng cao và cử nhân. Với mức học phí lần lượt cho chương trình cao đẳng là 7.441 và chương trình cao đẳng nâng cao là 10.304 đô la Singapore. Và lên chương trình cử nhân chúng ta sẽ tốn khoảng cỡ 20.035 đô la Singapore. Thì cử nhân các bạn sẽ được nhận bằng do trường đại học University of Sunderland UK cấp bằng. Thì chương trình thực tập sẽ được áp dụng ở bậc cao đẳng nâng cao, chứ nó không áp dụng ở bậc cao đẳng giống như Học viện Quản lý Nam Giang. Thì mỗi trường họ sẽ có một cái lộ trình học cũng như một cái chương trình thực tập riêng dành cho tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cái trường cao đẳng SHRM. Chương trình của nó hơi khác một chút so với cái trường Nam Giang cũng như là MDS, thì Sa hãy chia sẻ với tất cả các bạn. Chương trình của trường này thì nó thiên về nhà hàng ở cấp bậc cao đẳng hơn, và khi chuyển lên cái chương trình cao đẳng nâng cao thì sẽ thiên về khách sạn hơn, nghĩa là bạn nào muốn học mà chương trình du lịch khách sạn thì các bạn vừa được trải nghiệm nhà hàng vừa được trải nghiệm khách sạn, nghĩa là chuyên sâu luôn đúng không được. Chương trình học là các bạn sẽ được học chương trình cao đẳng là 6 tháng lý thuyết, sau đó các bạn sẽ đi thực tập là 6 tháng với mức học phí cho chương trình này là 8.704 đô la Singapore. Và lộ trình học cho chương trình cao đẳng nâng cao là 18 tháng lý thuyết cộng với là 6 tháng thực tập, và mức học phí cho cái lộ trình này là 24.262 đô la Singapore. Thì những cái môn học ở cái bậc cao đẳng nâng cao sẽ ít hơn so với những bạn mà đăng ký vào thẳng cái chương trình cao đẳng nâng cao, nhưng mà thời gian học thì vẫn 18 tháng lý thuyết, nên là các bạn cần xác định rõ được cái lộ trình học cụ thể cũng như là cái thời gian học, và mình có thể xác định ngay từ đầu để khi mà mình đăng ký thì nó đỡ tốn cái thời gian hơn đúng không. Và sau đó các bạn sẽ học tiếp lên 9 tháng nữa để hoàn thành cái chương trình cử nhân của trường, với mức học phí cho chương trình cử nhân này là 16.419 đô la Singapore. Và sau khi học xong chương trình cử nhân của trường thì các bạn sẽ được nhận bằng do trường đại học University of Wolverhampton của Anh Quốc cấp bằng. Thì nhìn chung thì yêu cầu đầu vào của các trường tương đối dễ đúng không Lục?
chỉ cần tốt nghiệp 12 là các bạn có thể đã học vào chương trình cao đẳng rồi, IELTS 5.5, hoặc là đối với những bạn mà chưa tốt nghiệp phổ thông thì cũng đừng ngần ngại, các bạn sẽ được tham gia cái khóa dự bị của trường trước, đúng không? Còn đối với những bạn cũng muốn tìm hiểu về cái chương trình của ngành du lịch khách sạn nhưng nó ở một cái nhánh khác, đó là nhánh là ẩm thực, nhánh ẩm thực, thì các bạn có thể tìm hiểu ở Học viện StarTech của Singapore. Thì nói chung là du lịch khách sạn tại Singapore rất là phát triển nên sẽ có rất là nhiều trường đào tạo. Các bạn cứ việc PM cho chúng tôi sẽ tư vấn các bạn một cách chi tiết và cụ thể nhất các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.